Chiều 27 tháng 10, thông tin từ đội công binh số 2 của Việt Nam đang triển khai nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc UNIFPA ở khu vực Abay, châu Phi cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng tiểu đoàn bộ binh Pakistan khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân ở Goli, Abay. Đây là một hoạt động có ý nghĩa giúp người dân có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, từ đó tạo dựng mối đoàn kết giữa người dân địa phương và phái bộ, đồng thời góp phần khẳng định sự phối hợp có hiệu quả của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam với các đơn vị đóng quân trên địa bàn phái bộ. Chương trình thu hút hơn 200 người dân địa phương đến khám. Để bảo đảm cho buổi khám bệnh diễn ra thành công, phía Pakistan dựng một nhà bạc có sức chứa khoảng 300 người, bố trí các khu vực khám bệnh và khu vực chờ cho người dân bản địa. Chúng tôi sử dụng 2 bác sĩ và 6 điều dưỡng, cùng với cơ số thuốc bao gồm các chủng loại thuốc giảm đau, thuốc vitamin và một số chữa các bệnh thông thường. Và đã phối hợp chuẩn bị tốt các cái khu vực để khám chữa bệnh cho người dân thuận lợi nhất, bảo đảm cho người dân đi lại dễ dàng. Đội công binh Việt Nam chuẩn bị các loại vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc men, đồng thời cử thành phần gồm bác sĩ, y tá, điều dưỡng, lễ tân để bảo đảm công tác khám bệnh. Trong quá trình khám bệnh, người dân được tư vấn và phát thuốc miễn phí. Đồng thời, các y bác sĩ đã tư vấn cách phòng tránh bệnh và giữ gìn sức khỏe, vệ sinh môi trường, nguồn nước để phòng tránh các bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, đường ruột, da liễu. Nằm trong chiến dịch tầm soát ung thư vú cho phụ nữ của phái bộ UNIFPA dịp này, phía Việt Nam đã bố trí một khu vực riêng để khám cho phụ nữ địa phương. Tuy nhiên, do sự khác biệt về văn hóa, nên việc thăm khám sàng lọc ung thư vú và các bệnh phụ khoa trở thành một thử thách lớn đối với y bác sĩ của Việt Nam.